Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10, khi phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR cho người dân toàn phường, thì nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về 4 mẫu gộp có kết quả dương tính. Tiến hành tách mẫu riêng biệt, địa phương đã phát hiện 18 trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR dương tính lần thứ nhất với SARS-CoV-2. Trong ngày 5 tháng 10, lực lượng chức năng phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ đã đưa 20 ca dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm 18 trường hợp tại tổ 8 và tổ 12 khu phố Phú Thạnh, 2 trường hợp tại ấp 5 xã Tóc Tiên, địa bàn giáp ranh với khu phố Phú Thạnh đến trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ. 60 F1 liên quan được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly sân vận động Phú Mỹ. Phường cũng tiến hành phun khử khuẩn tất cả các địa điểm liên quan đến những ca dương tính với SARS-CoV-2. Sáng và trưa 6 tháng 10, qua truy vết, phường Mỹ Xuân xác định thêm 40 F2 thuộc các địa bàn tổ 8, tổ 12 và tổ 15 khu phố Phú Thạnh. Sau khi mà phát hiện ra các ca F0 ở cái tổ 8, tổ 12 khu phố Phú Thạnh, thì sau khi đó là ban chỉ đạo phường triển khai công tác phong tỏa tạm thời, bốc các cái F0 này đi điều trị. Đối với các cái ca F1 thì ủy ban nhân phường đã triển khai bốc tách là đưa đi cách ly tập trung tại sân vận động thị xã Phú Mỹ. Các cái bước tiếp theo thì ban chỉ đạo phường là triển khai các cái chốt chặn các cái ngã đường đi vào các cái tổ dân cư này để đảm bảo là người dân là ở trong nhà là không ra đường trong thời gian. Đồng thời là tiến hành tổ chức xét nghiệm toàn thể các hộ dân. Cũng trong sáng 6 tháng 10, Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm PCR cho toàn bộ 208 hộ với 703 nhân khẩu của khu phố Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Mỹ Xuân, nguyên nhân nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn phường là do các địa phương đã nới lỏng giãn cách phòng dịch, người dân được di chuyển và chủ quan trong phòng chống dịch của một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cũng như người dân trong phòng chống dịch. Sau khi chúng ta thực hiện cái chỉ thị 15, thì người dân được đi lại trong cái phạm vi mà của phường, nguồn công nhân đi làm ở các công ty, sự nghiệp về, thì từ đó cái việc mà xảy ra lây lan ở một số cái điểm trên địa bàn phường, đấy là cái trước khi mà thực hiện cái chỉ thị 15, chúng tôi cũng đã lường trước, từ chỗ đó là các cái chốt trên địa bàn phường là vẫn giữ nguyên để kiểm tra, giám sát người dân đi lại trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Mỹ Xuân tiếp tục kêu gọi thông báo những người liên quan đến ca COVID-19 và F1 đến cơ sở y tế gần nhất khai báo, đồng thời khuyến cáo mọi người hãy tiếp tục phát huy tinh thần chiến sĩ trong cuộc chiến chống COVID-19.